kênh nhóm nhỏ nhỏ xin kính chào quý vị và các bạn Một câu chuyện lịch sử hôm nay xin chia sẻ tới quý vị và các bạn nội dung Lịch sử 1.000 năm Bắc thuộc, nước Nam Việt và triều đại nhà Triệu Kính thưa quý vị và các bạn Trong lịch sử dựng nước và dựng nước của Việt Nam ta có rất nhiều thăng trầm Kể từ khi Hùng Vương dựng nước Văn La của người Lạc Việt Sau 18 đời vua đã bị thay thế bởi An Dương Vương, thủ lĩnh người Âu Việt với nhà nước Âu Lạc trong thời trị vì của An Dương Vương, nước Âu Lạc của người Việt đã bị xóa sổ bởi nước Nam Việt, một quốc gia láng giềng ở phía Bắc. Nước Nam Việt và triều đại nhà Triệu là nhà nước gây nhiều tranh cãi với câu hỏi: Đây có phải là nhà nước của người Việt hay không? Ở video này, kênh nhỏ nhỏ sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn về lịch sử hình thành đất nước Nam Việt và triều đại nhà Triệu. Năm 221 trước Công nguyên, sau khi thống nhất sóng nước cuối thời Xuân Thu Chiến Quốc, Tần Thủy Hoàng bắt tay vào việc bình định vùng đất của các dân tộc Bách Việt ở phía Nam. Từ năm 222 trước công nguyên, quân Tần đã tấn công vùng lĩnh Nam nhưng thất bại. Đến năm 219 trước công nguyên, nhà Tần phái đồ thư dẫn 50 vạn quân tiến đánh vùng lĩnh Nam. Đến năm 214 trước công nguyên thì bình định xong hướng mũi phía Đông. Sau đó quân Tần tiếp tục tiến xuống ở mặt trận phía Tây ở đây quân Tần bị thất bại với lối đánh du kích của người Tây Âu do thục phán lãnh đạo. Tướng Đồ Thư bị tử trận. Tần Thủy Hoàng đã lấy Nhâm Ngao hay còn gọi là Nhâm Hiêu thay cho chủ tướng. Tiếp tục đánh xuống nhưng không thể thắng được quân Tây Âu. Đến năm 208 trước công nguyên khi Tần Thủy Hoàng chết, con là Tần Nhị Thế lên ngôi đã ra lệnh bãi binh. Ở vùng lĩnh Nam, nhà Tần thiết lập 3 quận là Nam Hải, Quế Lâm và Tượng Quận. Nhâm Ngao được làm Nam Hải quận úy. Ở quận Nam Hải đặt ra 4 huyện là Bác La, Long Xuyên, Phiên Ngung, Yết Dương. Vì Long Xuyên có vị trí địa lý và hoạt động quân sự vô cùng trọng yếu nên Triệu Đà được ủy nhiệm làm Long Xuyên huyện lệnh. Khi ấy Nhâm Ngao được gọi là Đông Nam Nhất Úy. Phiên Ngung là Trị Sở. Thành trì do Ngao tiến hành xây dựng được gọi là thành Nhâm Hiêu hay là Nhâm Ngao thuộc thành phố Quảng Châu. Ở vùng đất phía Nam, sau khi cuộc chiến chống Tần thắng lợi thì thủ lĩnh của người Âu Việt là Thục Phán đã thay thế các thủ lĩnh người Lạc Việt mà sử đời sau gọi là Hùng Vương. Thục Phán đã sắp nhập hai tộc Việt thành lập nước Âu Lạc vào năm 207 trước ông Nguyên. Ông xưng là An Dương Vương và đóng đô ở Cổ Loa Đông Anh Hà Nội ngày nay. Năm 210 trước Công Nguyên, khi Tần Thủy Hoàng chết, con là Tần Nhị Thế lên thay thì đế chế Tần cũng đã suy yếu dần những quận lập ở phía nam của Trung Quốc trên thực tế đã thoát dần khỏi sự kiểm soát của chính quyền nhà Tần. Lợi dụng cơ hội đó, Nhâm Ngao và Triệu Đà đã chiếm quận Nam Hải với ý đồ xây dựng một vương quốc riêng ở vùng lĩnh Nam và cũng để tránh cuộc chiến tranh loạn lạc hán sở tranh hùng thời kỳ này. Năm 206 trước công nguyên thì Nhâm Ngao chết. Ông đã gọi Triệu Đà lên thay thế để tiếp tục thực hiện mưu đồ cát cứ. Triệu Đà đã diệt các quan lại của nhà Tần để thay bằng những người thân cận của mình. Năm 206 trước công nguyên, khi nhà Tần suy yếu thì Triệu Đà đã tiến quân đánh chiếm các quận là Quế Lâm, Tượng Quận và thành lập nước Nam Việt, tự xưng là Nam Việt Vương, đóng đô ở vùng Phiên Ngung, là thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông Trung Quốc ngày nay. Từ đó nước Nam Việt của Triệu Đà chính thức ra đời. Cùng thời này còn xuất hiện các vương quốc của người Bách Việt là Đông Âu, ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang ngày nay, còn nước Mân Việt là thuộc tỉnh Phúc Kiến ngày nay Là quốc gia vốn có từ thời Xuân Thu chiến quốc Từ năm 334 trước công nguyên Cuối thời Xuân Thu thì nước này đã bị diệt Nhưng mà đến thời Hán thì đã được phục quốc Trong cuộc xâm lược đại quy mô của nhà Tần Vào những năm 218 đến 208 trước công nguyên Thì Triệu Đà từng có ý đồ thực hiện chính sách tần hóa người Việt Ở những vùng đã chiếm được Ông ta đã từng xin Tần Thủy Hoàng cho đưa 3 vạn đàn bà con gái không chồng xuống để may vá quần áo cho quân sĩ và xây dựng cơ sở lâu dài. Triệu Đà còn khuyến khích các tướng lĩnh quan lại quân lính người Hán lấy vợ người Việt để thúc đẩy quá trình đồng hóa ở đây. Năm 202 trước công nguyên khi Lưu Bang thống nhất Trung Nguyên và là thành lập nhà Hán Cuộc chiến của Lưu Bang và Hạng Vũ trong chiến tranh Hán Sở đã khiến nhiều khu vực của Trung Quốc bị tàn phá nặng nề và dân số bị suy giảm các lãnh chúa phong kiến thì tiếp tục nổi loạn ở khắp nơi. Trong khi lãnh thổ ở phía bắc thì thường xuyên bị người Hung nô tấn công. Trước tình trạng bất ổn đó thì buộc triều đình nhà Hán phải cư xử hòa hảo với nước Nam Việt. Năm 196 trước công nguyên, Hán Cao Tổ đã cử lục giả đến Nam Việt với hy vọng lấy được sự trung thành của Triệu Vũ Vương. Sau khi đến nơi thì lục giả gặp Triệu Vũ Vương và được cho là đã thấy Triệu Vũ Vương đón tiếp ông trong trang phục phong tục người Bách Việt. Điều đó đã khiến cho lục giả nổi giận và ông này của trách Triệu Vũ Vương Chỉ ra rằng ông là người Hoa Hạ chứ không phải là người Việt Và nên giữ cách ăn mặc cùng lễ nghi của người Trung Nguyên Không được quên truyền thống của tổ tiên mình Lục giả là còn ca ngợi sức mạnh của nhà Hán và cảnh báo một vương quốc nhỏ như Nam Việt nếu chống lại nhà Hán sẽ là một quyết định liều lĩnh. Và sau khi đe dọa sẽ giết thân thích của triệu đà ở đất Hán cùng với việc phá hủy mồ mả của tổ tiên cũng như là ép buộc dân Bách Việt phế chốt ông, Triệu Vũ Vương đã quyết định nhận con dấu của Hán Cao Tổ và quy phụ nhà Hán. Quan hệ buôn bán được thiết lập tại biên giới của Nam Việt và phong quốc Trường Sa thuộc nhà Hán. Mặc dù chính thức là một nước chư hầu của nhà Hán, nhưng Nam Việt dường như đã không mất đi những quyền tự chủ của mình trên thực tế. Sau khi Lưu Bang mất vào năm 195 trước công nguyên, thì quyền lực của nhà Hán rơi vào tay lỡ hậu bà đã sai người đến quê hương của triệu vũ vương là chân định nay thuộc huyện chính định tỉnh hà bắc trung quốc giết nhiều họ hàng thân thích và mạo phạm tổ tiên của triệu đà triệu vũ vương tin rằng trường sa vương là ngô thần đã tạo ra những lời buộc tội dối trá chống lại ông để cho lữ hậu cắt đứt buôn bán giữa hai nước và để chuẩn bị đánh chiếm nam việt sáp nhập vào phong quốc trường sa của ngô thần để trả thù thì triệu vũ vương đã xưng hoàng đế tức là nam việt vũ đế và tiến công đánh chiếm Trường Sa. Lã hậu phải cử tướng là Chu Táo chỉ huy quân đội để trừng phạt Triệu Vũ Đế. Tuy nhiên thời tiết nóng ẩm ở phương Nam đã khiến cho binh sĩ của Chu Táo đổ bệnh và không thể đi tiếp xuống phía Nam. Rốt cuộc là họ phải rút lui. Sau đó Triệu Vũ Đế đã dùng cùa cải để vỗ về các vùng phụ cận như Mân Việt ở phía Đông và Tây Âu Lạc ở phía Nam. Năm 179 trước công nguyên, Lưu Hằng lên ngôi trở thành Hán Văn Đế, ông đã đảo ngược nhiều kế sách trước đó của Lã Hậu và tiến hành hòa giải với Triệu Vũ Đế. Hán Văn Đế đã ra lệnh cho các quan đi kinh lý chân định, sai quân canh giữ bảo vệ huyện Trấn và thường xuyên chăm lo hương hỏa tổ tiên của Triệu Vũ Đế. Thừa tướng Trần Bình đề nghị cử lục giả đến Nam Việt vì họ đã biết nhau từ trước. Lục giả đến phiên ngung thêm một lần nữa và giao bức thư của Hán Văn Đế cho Triệu Vũ Đế, nhấn mạnh rằng những chính sách của Lã Hậu là nguyên nhân gây ra sự thù địch giữa Nam Việt với triều đình nhà Hán và đem đến nỗi đau khổ cho dân thường ở vùng biên giới. Triệu Vô Đế lại quyết định quy phụ nhà Hán thêm một lần nữa. Ông rút lại danh xưng hoàng đế và trở lại xưng vương là Nam Việt Vương và trở thành nước chư hầu của nhà Hán. Tuy vậy hầu như những thay đổi đó chỉ là bề ngoài. Triệu Đà tiếp tục được gọi là hoàng đế ở khắp nước Nam Việt. Ngoài năm quận trực tiếp cai trị thì nhà Triệu còn gây ảnh hưởng đến mấy nhóm Bách Việt xung quanh như là Đông Âu ở vùng Chiết Giang và Mân Việt ở Phúc Kiến. Kể từ khi nhà Hán bãi binh thì phía Bắc nước Nam Việt được yên ổn. Trong thời gian này thì Triệu Đà đã có điều kiện để tiến hành xâm lược nước Âu Lạc ở phía Nam. Quân Triệu Đà đã nhiều lần tiến quân xâm lược Âu Lạc và có lần tiến xuống xâm phạm vùng Tiên Du Bắc Ninh, vùng Vũ Ninh là Quế Võ Bắc Ninh, sông Bình Giang là sông Đuống và nhiều trận chiến đấu lớn ác liệt đã diễn ra ở vùng Tiên Du và vùng phụ cận Cổ Loa. Nhưng bây giờ Âu Lạc là một quốc gia hùng mạnh, có cung nỏ lợi hại, lại có loa thành kiên cố. Dưới sự lãnh đạo của An Dương Vương và các tướng, nội bộ đoàn kết, nhân dân ủng hộ và quyết tâm chiến đấu đã đánh bại quân nhà Triệu và bảo vệ được quốc gia độc lập tự chủ. Sau nhiều lần xâm lược vũ trang thất bại thì Triệu Đà thay đổi thủ đoạn xâm lược, đã thực hiện mưu kế xả quyệt là xin giảng hòa với Âu Lạc, xin cầu hôn con gái vua thục là công chúa Mỹ Châu cho con trai của mình là Trọng Thủy và xin vua thục cho trọng thủy được ở rể để có cơ hội điều tra tình hình bố phòng và các bí mật quân sự của kinh thành cổ loa và nước âu lạc sống trên đất cổ loa trọng thủy đã dùng tiền để mua chuộc các lạc hầu lạc tướng và ly gián nội bộ chính quyền âu lạc nhằm làm suy yếu khối đoàn kết và giảm ý chí chiến đấu cũng như là tinh thần cảnh giác của an dương vương sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì trọng thủy đã xin vua thục cho về thăm nhà thực chất là nhằm báo cáo những điều đã do thám được nắm chắc tình hình, Triệu Đà liền tổ chức cuộc tấn công xâm lược Âu Lạc và bất ngờ đánh thẳng vào kinh đô Cổ Loa. An Dương Vương mất cảnh giác, bị động đối phó trong lúc nội bộ đã bị ly gián, nên cuộc kháng chiến đã bị thất bại nhanh chóng. Năm 179 trước công nguyên thì Âu Lạc đã rơi vào ách đô hộ của nhà Triệu và mở đầu một thời kỳ đen tối được gọi là thời kỳ Bắc thuộc kéo dài từ năm 179 trước công nguyên đến năm 905. Sau này phải có cuộc khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ đã lật đổ nền đô hộ nhà đường, giành độc lập, tự chủ cho nhân dân. Lúc đó thì thời kỳ Bắc thuộc lần thứ nhất này mới chấm dứt hoàn toàn. Nước Nam Việt lúc này ở phía Tây thì giáp nước Dạ Lang và Câu Đinh, phía Đông giáp Mân Việt, phía Nam giáp với dãy Hoành Sơn và phía Bắc giáp Nhà Hán. Nước Âu Lạc khi sát nhập vào nước Nam Việt được chia thành hai quận là quận Giao Chỉ và quận Kiều Trân. Năm 137 trước công nguyên thì Triệu Đà đã chết vì tuổi cao. Trưởng nam của ông là Trọng Thủy vốn cũng đã chết từ trước. Vì vậy cháu của Triệu Đà là Triệu Mạt đã trở thành vua Nam Việt tức là Triệu Văn Đế. Năm 135 trước công nguyên thì vua nước Mân Việt láng giềng mở cuộc tấn công vào các thị trấn dọc biên giới giữa Nam Việt và Mân Việt vì Triệu Văn Đế chưa kịp củng cố quyền lực của mình nên buộc phải cầu xin Hán Vũ Đế gửi quân đến giúp Nam Việt chống lại bọn mà ông gọi là những kẻ nổi loạn Vân Việt. Hán Vũ Đế đã khen Triệu Mạt là một chư hầu trung thành và phái đại hành Vương Khôi, một viên chức cai trị người dân thuộc thiểu số và đại tư nông Hàn An Quốc chỉ huy quân đội ra lệnh chia quân thành hai đạo tấn công Vân Việt từ hai hướng. Một là từ Dự Trương và hướng khác từ Cối Kê, nay thuộc Thiệu Hưng, nhưng trước khi quân nhà hán hành quân đến nơi thì vua mân việt là dĩnh đã bị em trai là dư thiện ám sát sau đó dư thiện đã nhanh chóng đầu hàng hán vũ đế sau đó đã cử sứ giả là nghiêm trợ đến phiên ngung để đưa bản tuyên bố đầu hàng chính thức của mân việt cho triệu văn đế triệu văn đế bày tỏ lòng biết ơn của mình đến hán vũ đế cùng với lời hứa rằng ông sẽ vào kinh đô triều kiến hán vũ đế tại trường an và sau đó thậm chí triệu văn đế đã phái con trai của mình là triệu anh tề cùng đến trường an với nghiêm trợ trước đây triệu văn đế chưa bao giờ tới trường an một cận thần của ông đã ra sức khuyên ông là không nên đi vì sợ rằng hán vũ đế sẽ tìm ra một vài nguyên nhân để ngăn cản ông quay trở về điều đó sẽ dẫn đến sự diệt vong của nước nam việt triệu văn đế vì vậy đã cáo bệnh và không bao giờ đến trường an ngay sau khi mân việt đầu hàng quân hán thì vương khôi đã phái đường mông huyện lệnh của phiên dương đến để đưa tin mân việt đầu hàng cho triệu văn đế qua đường mông đã được biết rằng có một tuyến đường từ Thục, này là tỉnh Tứ Xuyên, đi đến Dạ Lan, rồi sau đó dọc theo sông Tang Kha, ngày nay là sông Bắc Bàn, chảy qua vội tỉnh Vân Nam và Quý Châu, đi thẳng đến kinh đô phiên ngung của Nam Việt. Ngay sau đó, Đường Mông đã phát thảo một kế hoạch trình lên Hán Vũ Đế, đề nghị tập hợp 100.000 quân tại Dạ Lan, sau đó dùng thuyền vượt sông Tang Kha để mở cuộc tấn công bất ngờ vào Nam Việt. Hán Vũ Đế đồng ý với kế hoạch của Đường Mông. Phong ông làm lang trung tướng và cho phép ông dẫn đầu 1.000 quân, cùng nhiều quân lương và xe hàng từ hẻm Ba Phù, nay gần huyện Hợp Giang, tỉnh Tứ Xuyên để tiến vào dạ lang. Nhiều xe hàng mang theo là quà tặng cho các lãnh chúa phong kiến của dạ lang như là quà hối lộ để họ tuyên bố trung thành với nhà Hán và dạ lang trở thành quận kiên vi của nhà Hán. Sau hơn một thập kỷ trị vì, Triệu Văn Đế đổ bệnh và qua đời. Khoảng năm 125 trước công nguyên. Sau khi nghe tin cha đổ bệnh thì Triệu Anh Tề nhận được sự chấp thuận từ Hán Vũ Đế đã quay trở về Nam Việt, tức là Triệu Minh Vương. Trước khi được phái đến Trường An thì Triệu Anh Tề đã kết hôn với một người phụ nữ Nam Việt và có một con trai tên là Triệu Kiến Đức. Trong khoảng thời gian Triệu Anh Tề sống ở Trường An, ông lại cưới một người đàn bà Hàm Đan, có lẽ là vì quê hương của Triệu Đà cũ ở vùng đó và họ đã có một con trai tên là Triệu Hưng. Ông đã chủ động xin Hán Vũ Đế lập người vợ thứ hai này thành vương hậu và triệu hưng thành thế tử. Việc làm này cuối cùng đã mang đến một thảm họa cho nước Nam Việt và ông ta đã mất vào khoảng năm 113 trước công nguyên. Khi triệu hưng lên ngôi khi mới 5 tuổi tức là triệu ai vương, mẹ là cù thái hậu tham chính. Hán Vũ Đế đã sai sứ giả là An Quốc Thiếu Quý, một người tình cũ của Cù Thái Hậu sang thuyết phục nước Nam Việt, nội phụ và nhà Hán. Cù Thái Hậu lại cùng với Thiếu Quý tư thông với nhau, và muốn thuận theo nhà Hán. Nhưng lúc này thừa tướng của người Việt là Lữ Gia đã phản đối. Năm 112 trước công nguyên, Lữ Gia đem quân đánh vào trong cung, giết chết Cù Thái Hậu và Triệu Ai Vương cùng với An Quốc Thiếu Quý. Lập anh của Triệu Ai Vương là Triệu Kiến Đức lên ngôi, tức là Triệu Thuật Dương Vương. Đến năm 111 trước công nguyên, Hán Vũ Đế đã sai Dương Bộc, Lộ Bắc Đức, đem đại quân sang đánh nước Nam Việt Vua Triệu là Thuật Dương Vương Kiến Đức và Thừa tướng Lữ Gia lần lượt đều bị bắt và bị hại. Dựa trên hệ thống các đền miếu, đình chùa, thờ Lữ Gia, phu nhân và tướng lĩnh của ông giải rác trên khắp vùng đồng bằng sông Hồng ở miền Bắc Việt Nam. Rất có thể cuộc kháng chiến chống nhà Tây Hán còn kéo dài đến năm 98 trước công nguyên. Sau khi phiên ngôn thất thủ Tây Vu Vương là thủ lĩnh đất tự trị Tây Vu với trung tâm là Cổ Loa, đã nổi dậy chống lại nguy cơ xâm lăng của nhà tây hán tả tướng hoàng đồng của hai quận giao chỉ ở cửu trân đã giết chết tây vu vương để hàng nhà hán thương ngô vương triệu quang cùng họ hàng với vua nhà triệu khi nghe tin quân hán đến cũng xin hàng và được phong làm tùy đào hầu huyện lệnh huyện yết dương là sử định cũng hàng nhà hán được phong làm an đạo hầu tướng nhà triệu là tất thủ mang quân ra hàng được phong là Liêu Hầu. Quan giám quận Quế Lâm là Cư Ông, dụ 40 vạn dân hai quận giao chỉ về Cửu chân ra hàng cũng được phong làm Tương Thành Hầu. Như vậy là các sứ ở Nam Việt đều xin hàng và nhà triệu diệt vong. Nước Nam Việt cũng mất sau 97 năm tồn tại với năm đời vua. Sau khi xóa sổ nước Nam Việt thì nhà Hán đã thâu tóm nốt đảo Hải Nam và lập thành giao chỉ bộ gồm 9 quận. 9 quận đó là Nam Hải, nay thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, quận Thương Ngô, nay thuộc Quảng Tây, Trung Quốc, quận Uất Lâm, nay thuộc Quảng Tây, Trung Quốc, quận Hợp Phố, thuộc Nam Quảng Tây và Tây Nam Quảng Đông ngày nay, quận Chu Nhai và quận Đam Nhĩ thuộc đảo Hải Nam ngày nay, quận Giao Chỉ là miền Bắc Việt Nam và phía Đông Quảng Tây, quận Cửu Trân nay là ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và quận Nhật Nam là từ Đèo Ngang đến Quảng Nam. Hơn 650 năm sau trên vùng đất này thì đến năm 544, Lý Bí đã đánh đuổi quân lương và lập ra nước Vạn Xuân. Ông cũng xưng là Nam Việt Đế, lịch sử quen gọi là Lý Nam Đế. Lại hơn 10 thế kỷ sau là năm 917, tướng nhà đường là Lưu Nghiễm cũng nhân lúc Trung Nguyên lạ lạc, chiếm cứ vùng Lưỡng Quảng, lập ra nước Đại Việt. Rồi sang đến năm 918 đổi thành nước Hán và lịch sử gọi là Nam Hán. Phiên Ngung cũng được họ lưu chọn làm kinh đô. Phần đất Âu Lạc cũ khi đó do họ khúc người Việt cai trị. Nam Hán chỉ chiếm được trong khoảng thời gian ngắn. Và đến năm 938 thì Ngô Quyền đã thể hiện quyền tự chủ của người Việt khi thực hiện một trận đánh huyền thoại trên sông Bạch Đằng. Xóa sổ toàn bộ quân Nam Hán dập tắt ý định quay trở lại đô hộ người Việt của người phương Bắc. Kính thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa xem xong bài chia sẻ Lịch sử 1.000 năm Bắc Thuộc, nước Nam Việt và triều đại nhà Triệu. Hy vọng bài chia sẻ giúp quý vị thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, đồng thời cũng giúp quý vị hiểu thêm về một thời kỳ lịch sử cổ đại trên mảnh đất Việt Nam ta ngày nay. Từ những thông tin lịch sử này, quý vị và các bạn có thể tự rút ra nhận định của mình về triều đại nhà Triệu để trả lời cho câu hỏi: Nhà Triệu có phải là nhà nước của người Việt? hay chỉ là một nhà nước cát cứ của một tập đoàn tương lĩnh quan lại người Hoa Hạ? Kính mong quý vị hãy để lại những nhận định của mình ở phần bình luận dưới video này để kênh không ngừng hoàn thiện và phát triển từ đó có thể đem lại nhiều thông tin cho những người yêu thích lịch sử Quý vị hãy like, đăng ký kênh, chia sẻ video để ủng hộ miễn phí đồng thời quên nhấn nút chuông để luôn cập nhật những chia sẻ về lịch sử, văn hóa, dân tộc và những nội dung hữu ích khác của kênh ống nhỏ nhỏ một lần nữa xin kính chúc quý vị và các bạn cùng toàn thể gia đình mạnh khỏe hạnh phúc và bình an trong cuộc sống xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn